Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Như đã hẹn thì trưa nay thì em sẽ có một cái video khuyến mãi hấp dẫn, chương trình đồng giá 200.000 cho những cái sản phẩm ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Và số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng của mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Video này là những cái sản phẩm đồng giá 200.000 cho một cái mã sản phẩm. Và anh chị có thể chốt mã sản phẩm hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình là ok anh chị nha. Và phí vận chuyển thì em sẽ thu 20.000 cho một đơn hàng anh chị ha. Cũng như những lần khác thì ví dụ anh chị mua một sản phẩm thì em cũng thu 20.000 phí vận chuyển, hoặc là anh chị mua 5 10 sản phẩm thì vẫn chỉ có 20.000 phí vận chuyển thôi anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái túi này. Một cái túi này là túi canvas nha anh chị nha. Cái này thì không phải là da thật, hàng có hiệu luôn, nó rất là đẹp luôn như vậy. Hoa văn. Cái này cho các chị các cô mình đi làm công sở, hoặc là mình đựng một hai bộ đồ cũng được. Độ mới rất là cao ha. Em soạn ở đây để em khuyến mãi luôn, chứ không phải là hàng lỗi lầm gì đâu. Độ mới cũng rất là ổn luôn. Size ngang đá là được 40, cao lên là được 25, và cái độ dày đá nó là 11 cm. Dây này thì mình đeo vai dài giùm em nha, đeo vai dài. Không có tăng đưa cho nên là mình chỉ đeo vai dài thôi. Đấy. Chị cô nào mình hơi lớn con chút xíu thì mình lấy cái này. Mặt trước mặt sau đây cái hoa rất là đẹp luôn. Đấy, cái túi này rất đẹp này, cô nào mà thích hoa lá được thì mình lấy cái này nha. Có khóa kéo miệng, chú ý là không có phải là da thật nha anh chị, nó là da tổng hợp hay canvas gì đó, hàng hiệu của Paris nhưng mà được made in China ha. Bên trong cái lót thì nó có hơi dơ nhẹ, mình về mình giặt sơ giùm em. Cái này rất là rộng luôn, mình đựng laptop cũng được, hoặc là mình đựng giấy A4 được, hoặc là mình đựng quần áo cũng được luôn. Cái này mình chốt giùm em mã là 201 201 anh chị nha. Cho cái túi này. Đấy, để em cũng chụp lại cái hình để khi mà anh chị chốt thì em sẽ chốt nhanh anh chị ha. 201 cho cái túi này đây. Rồi. Tiếp theo. Em sẽ có cái túi này. Túi này thì hôm trước có khách dặn rồi, nhưng mà sau đó thì liên hệ lại với khách không được cho nên em còn ở đây, và hôm nay em khuyến mãi luôn. Cái túi vải bên ngoài không phải của nó nha, em chỉ bỏ vô cho nó đừng bị trầy thôi. Đây là một cái chiếc túi cốp da, và trên cái nền da thì người ta thêu như vậy. Nó bị nét hơi xa anh chị ha. Đây. Trên nền da thì người ta thêu anh chị ha. Rồi ok, như vậy là rõ anh chị nha. Trên nền da như vậy thì người ta thêu lên trên đây, và mặt sau là để nguyên cái da. Đây là một cái dạng foam cốp xách tay dành cho các cô nha, khoen khóa thì còn sáng trưng à. Cái này thì hôm trước em bán là như là 300 300 mấy gì lận á, mà hôm nay em khuyến mãi luôn anh chị ha. Bên trong là lót vải như vậy. Cái này độ mới khoảng 82 đến 85%. Kích thước của túi này thì nó sẽ được là 23 này nhân với lại 14. Có rất là nhiều hàng sale cho nên là em sẽ giới thiệu nhanh anh chị nha. Cái nào có lỗi thì em báo lỗi anh chị yên tâm ha. Rồi cái này mình chốt giùm em mã là 202. 202 cho cái túi này. Mình có thể chụp màn hình hoặc là mình ghi giùm em mã là 202 cho cái túi đen này anh chị ha. Cái này thì có túi vải bên ngoài nhưng mà túi vải này không có phải của nó, em chỉ bỏ vô cho nó đừng bị trầy thôi. Tiếp theo thì em sẽ có một túi này là da tổng hợp nhưng mà nó rất là mới và nhìn nó cũng kiểu hiện đại trẻ trung. Da tổng hợp màu nâu ha, khoan khóa là mới ken như vậy, mình có thể đeo vai hoặc là đeo chéo. Cái này thì mình đi học thêm rồi này kia là rất là phù hợp, hoặc là mình đi làm công sở các chị mình xách cũng đẹp nữa. Chỉ có cái là nó không có phải là da thật, nó là da tổng hợp thôi. Nhưng mà rất là mới như vậy, cái kiểu nó hiện đại lắm, có kèm cho mình một cái ví nhỏ như vậy ha. Đấy. Màu nâu đẹp. Kích thước của túi này thì nó được là bao nhiêu đây, 27 nè nhân với lại 22 ở mới ken nha, nút hết miệng như vậy. Cái này em bán cho mình cũng đồng giá là 200.000, anh chị chốt giúp em mã là 203. 203 giá vẫn là 200.000 anh chị ha. Hôm nay là toàn bộ là đồng giá 200 hết. Đây là khuyến mãi, lâu lâu em có chương trình khuyến mãi đồng giá thôi, chứ những cái này thì nó không có lỗi lầm gì hết đó anh chị. Bình thường anh chị thấy mấy cái này em cũng bán cũng vài trăm ngàn á. Em bán 200.000, thứ nhất là xả kho cho nhanh, thứ hai là lâu lâu có một cái chương trình hấp dẫn nha anh chị ha. Đây, combo hai cái này thì gồm có hai cái túi tổng hợp. Đầu tiên là cái túi nhỏ xinh này để mình đeo chéo nè. Đấy, để mình đeo chéo anh chị nha. Nó hơi bị chậm á. Em chỉnh cái chỗ lấy nét lại coi. Rồi.
có một cái chiếc túi nhỏ như vậy để mà mình đeo chéo đựng điện thoại vừa. Size cao lên là được 19 nè, bề ngang là được 15 và cái độ dày của nó sẽ là 5 cm. Cái này là dây đeo chéo mini anh chị nha, da tổng hợp anh chị nha. Rồi một cái này cũng là da tổng hợp và nó có được cái tua rua bằng trúc như vậy rất là hay. Nhưng mà có điều thì chỗ này cái quai nó hơi bị răng rồi anh chị ha. Nhưng mà mình vẫn xài thời gian rồi sau đó mình lấy phụ kiện nó cũng đẹp. Em bán chung combo hai cái này là da tổng hợp anh chị nha. Combo hai cái này mình chốt giùm em mã là 204. 204 cho cái combo này nha anh chị, combo hai cái luôn. 204. 204 này. Rồi. Hai cái này chỉ có 200.000, suy ra cái có 100.000 thôi đó anh chị. Và lưu ý là phí vận chuyển là 20.000 cho một đơn hàng anh chị ha. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ có cái túi này là có túi đeo chéo của Valentino, chất liệu của nó là da lộn anh chị nha, da lộn rồi người ta dập cái hiệu lên nhưng mà cái này không mới ken, cái phần da màu nâu thì nó là da mộc, còn chỗ này là da lộn rồi người ta xài nhiều thì nó cũng có bị xuống màu anh chị nha, nhưng mà cái này là của thương hiệu Valentino, chất liệu là full da made in Italy luôn. Đó, bên trong thì là lót vải dập hiệu như vậy nhưng mà nó không có mới, bên ngoài cái độ mới nó không cao, nhưng không có rách đâu nha, nhưng mà nó không mới. Cái này thì anh chị nào mà mình kiểu mình không có yêu cầu quá cao về độ mới mà mình thích xài hàng hiệu thì mình lấy cái này cũng được, dạng đeo chéo nha. Rồi dây như vậy, cái này là chắc nữ xài đó. Kích thước của túi này thì được là 25 này nhân với lại 18 và nhân với 6, cái size class luôn đó anh chị, nhưng mà điều cái qua này mình không có tháo rời ra được cho nên là mình cũng chỉ đeo chéo thôi. Lưu ý là cái phần da lộn này nó có cũ nhiều anh chị nha, và nếu mà mình về mình lấy cái mấy cái dụng cụ mà để vệ sinh cái da lộn thì em nghĩ nó chỉ bớt được một phần thôi, tại vì cái này nó cũng bị dơ nhiều. Rồi cái này mình chốt giùm em mã là 205 cho cái túi này của thương hiệu Valentino, 205. Rồi tiếp theo em có một cái túi này của thương hiệu Cót luôn, Cót Mỹ, vải phối da. Cái này nó cũng giống vậy, nó cũng có độ cũ. Cái phần vải này mình về mình giặt sơ thì em nghĩ là nó sẽ sạch lên và nó sáng lên một ít anh chị ha. Nhưng mà dù sao thì người ta cũng có xài nhiều. Cót thì khi mà mình đã xài lâu rồi thì cái phần khoen khóa nó vẫn sáng trưng như vậy đó anh chị, nó không có bị đen ha. Để em chỉnh nó xa chút để mình dễ thấy nè. Nó không có bị đen cái phần khoen kim loại. Nhưng mà cái này thì người ta cũng có xài nhiều. Đây, trên từng cái khoen này người ta cũng có dập cái chữ code hết, có tag code đầy đủ. Chỗ này là vải và phối với da, cái chỗ da này thì nó cũng có sờn. Độ mới cái này nó khoảng 70-80% thôi. Có cái nó không có rách lỗi. Dạng phơm túi mình có thể đựng quần áo được hoặc là đi làm cũng được nha. Size ngang là 34 nè, ngang miệng là được 48 và cái chiều cao lên là được 26. Dáng là đeo vai xách tay thôi anh chị ha, khó khóa kéo miệng. Ở trong thì là lót vải, nó cũng hơi dính dơ trong cái lót vải, chứ nó không rách đó nha anh chị nha, nhưng mà nó có hơi dính dơ thôi. Cái này thì mình chốt giùm em mã là 206 nha, 206 cho cái túi này, 206 này. Đây. Rồi cho cái túi cót này là 206. Tiếp theo thì em có cái túi này thì bằng nhựa, nó không có phải bằng da, cũng không phải da tổng hợp, nó bằng nhựa nhưng mà người ta làm cái vân cá sấu rất là đẹp. Độ mới cao anh chị ha, độ mới này khá là cao, chị có thể mình đựng giấy A4 hoặc là cái laptop nhỏ nhỏ cũng được. Đó, như vậy. Màu đen ha, vân cá sấu, bên trong thì nó có một cái ngăn khóa kéo. Lót là lót da tổng hợp. Cái này mình chốt giùm em mã là 207. 207 cho cái túi này. Túi này thì cái size này đựng dừa A4 anh chị. Size của túi này là ngang được 37 nè, cao lên là được 30. 207 anh chị ha. Em dọn ra cũng khá khá những cái hàng sale đó mà không biết là giới thiệu hết không. Rồi cái này em có một cái chiếc túi bằng da. Để coi này là da tổng hợp hay là da thật nha. Cái này là da tổng hợp nha anh chị nha. Da tổng hợp rồi người ta làm cái màu nhũ đồng mà hơi ánh ghi ghi xám xám nha. Độ mới thì cao, độ mới trên 85-87% nhưng mà nó là da tổng hợp. Túi này thì mình đựng quần áo vô tư nè, được 3-4 bộ luôn. Hoặc là mình đi công việc gì đó mình đựng áo khoác rồi này kia là rất hợp nha. Rồi bên trong thì là lót vải sạch đẹp như vậy. Đó. Cái kích thước của cái túi này thì được ngang là được 50 nè, cái đáy là khoảng 30, cao lên là khoảng 25. Mình chốt giùm em mã là 20 mấy rồi, 209 đi.
209 cho cái túi này. Cái video này là cái video đồng giá khuyến mãi anh chị nhé. Anh chị muốn săn hàng siêu phẩm thì mình đợi em vào video sau. Hàng mới về cũng rất là nhiều. Tiếp theo là cái này là mã 210. Túi da tổng hợp nha anh chị. Cái này là 210 nè. Màu đen. Cái này thì khuyến khích là nữ xài, tại vì nó cũng có những cái khoen tròn tròn. Bên trong là lót, cũng là lót da tổng hợp luôn, hàng có hiệu đó. Và nó dạng túi tót, nút bấm ha, rồi xách tay đeo vai, khoan khóa thì còn sáng, độ mới nó khoảng 88-89%. Túi này thì đựng A4 là vô tư rồi, laptop được luôn. Size ngang là 33 nè, ngang miệng là khoảng 38 và cao lên là khoảng được 34. Đó, cái này cũng đẹp nha anh chị, độ mới cao. À, có cái phần quai này nó có hơi bị răng răng nhẹ đó anh chị ha. Đây cái quai chỗ này nó có răng nhẹ. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đâu, không có bị đứt đâu anh chị nha, 210. À, tiếp theo thì đây cái túi này em sale cho các anh luôn nè. Túi này là túi nam, da tổng hợp. Cái form này thì mình đựng A4 được, đi làm công sở đồ này kia. Cái form này cũng rất là ok, nhưng mà nó không có phải là da thật thôi. Cái form dán này nếu mà da thật thì các anh rất là thích. Đấy, có dây đeo chéo nha anh chị, màu đen, độ mới cao. Độ mới này phải trên 85-87% luôn. Cao lên là 33 nè, bề ngang là khoảng 25-26. Độ dày là 9cm, có nhiều ngăn. Ở trong là lót vải luôn anh chị nha. Cái này có nhiều ngăn như vậy cho các anh nè, có dây luôn. Cái này mình chốt giùm em mã là 211. 211 cho cái túi này. Hình như túi nam cũng có một hai cái thôi anh chị. 211 cho cái túi này ha. Túi đeo chéo. Rồi, tiếp theo thì em có cái túi này là của Charles Jordan, da bò. Cái này da bò thật của thương hiệu lớn nha, nhưng mà độ mới nó không có cao và cái màu của nó y như trên video như vậy. Đó, dạng đeo chéo mini dành cho các chị nè, không có rách lõi đâu đâu. Độ mới nó khoảng tầm được 82-85% luôn. Ngang thì là được 21 nè, cao lên là được 16 và cái độ dày của nó là 4cm. Từng cái nút này người ta dập Charles Jordan hết anh chị ha, thương hiệu này là của Pháp. Rồi, bên trong thì là lót da. Này, cái này anh chị chốt giùm em mã là 212. 212 anh chị nha. Cho cái túi Charles Jordan. Dạng mini da bò. Rồi em có cái túi này của thương hiệu Russet. Russet là thương hiệu của Nhật và người ta chuyên gia làm cái vải dù nha anh chị. Đây cái chữ Russet nằm bên trong, túi này to lắm, độ mới cao. Đây Russet nè anh chị ha. Bên trong là lót vải sạch đẹp như vậy và cái form túi nó rất là rộng rãi để mà mình có thể đi làm công sở hoặc là mình đựng quần áo cũng được. Vải dù dập hiệu ha và phối với lông thật, cái này là lông thật và người ta làm, em nghĩ nó là lông bò đó, người ta làm cái họa tiết lên. Đấy. Cái chỗ này không phải da đà điểu đâu, nó là da thật và người ta dập vân đà điểu, nhưng mà độ mới cũng khá là cao, độ mới là trên 85-87%. Rất là đẹp nha, túi này cực kỳ đẹp luôn và thương hiệu lớn nữa, thương hiệu Russet thì cũng có giá trị lắm anh chị. Size ngang là 38 nè, cao lên là 30. Độ dày đáy là được khoảng 10. Cái này thì em không có độn phơm anh chị ha. Khi mình độn phơm lên là cái phơm nó như phơm HM vậy đó, nhưng mà nó bằng vải thôi. Tới hai mấy rồi ta? 215 đi. Mình chốt cho em mã là 215 anh chị nha. Nhiều khi em sợ nó bị nhầm á cho nên em hay nhảy số vậy đó. 215. Rồi, tiếp theo thì em có cái túi này là da tổng hợp mà người ta làm hoa rất là đẹp cho các cô mình thích cái phong cách mà xì tai dễ thương độc lạ đi ha. Đấy, cái hoa này người ta cũng cắt từ cái da tổng hợp, rồi bên trong là một cái túi lưới anh chị. Có nút hít miệng nha. Rồi, ở trong này lót vải sạch đẹp luôn. Túi này dễ thương lắm, cô nào mà thích độc độc lạ lạ thì mình lấy cái này đi, độ mới cao. Đựng cũng được nhiều đồ, size ngang là 38 nè, cao lên là 30 và độ dày của nó là khoảng 8cm. Mình chốt giùm em mã là 216 cho cái túi này, túi hoa 216. Dễ thương quá. Thấy cưng lắm, lấp lánh luôn. 216 anh chị ha. Rồi, tiếp theo thì em có đây, túi này siêu khuyến mãi cho anh chị luôn này, là da đà điểu thật nè. Nhưng mà cái form cũng như cái màu nó hơi lớn tuổi, hơi khá là lớn tuổi luôn, nhưng mà không có lỗi đâu nha, độ mới nó khoảng 79-80%. Da đà điểu thật anh chị nha. Size ngang là 33, cao lên là 20 và cái độ dày của nó là 12cm. Dán xách tay nha, góc cạnh có sờn. Đấy, bên trong là lót nhung luôn. Cái này là em đang sale khuyến mãi tại vì đợt hàng đợt trước anh chị ha. Chứ cái này không có lỗi lầm gì hết và các cô mình xách cái này rất là xịn nha, xài bền cực kỳ. Rồi cái này mình chốt giùm em mã là 218. 218 cho cái túi này.
Ôi cái này rất là rẻ nè, các anh chị mình chốt cái này đi. Cái này đáng lý không có sale đâu, em để đây sẵn cho sale luôn á. Rồi em có cái túi vải này. Đôi khi cái túi đó là da là điểu nhưng mà nó hơi cứng tuổi thì các chị mình hơi kén người sử dụng á, chứ cái đó giá trị nó cao lắm. Này là túi vải phối với da. Độ mới cũng cao nha, độ mới này khoảng 85% và cái vải sọc nhìn nó cũng rất là hay luôn. Đi làm công sở cái này đẹp nè. À, size ngang á là được 37, cao lên là được 23, độ dày đáy là được 12. Dán sắp tay như vậy giùm em khoen khóa đồng giả cổ. À, có nút hít miệng nè và có một cái ngăn khóa kéo ở đây, cho nên là mình yên tâm ha, bên trong là lót vải như vậy không có lỗi lầm gì hết. Cái này mình chốt giùm em mã là 220. 220 cho cái túi vải này. Rồi. Tiếp theo, à, giá là 200 ngàn một cái anh chị nha. Đây cái túi này cũng siêu sale nữa nè. Túi này là tre đan phối với da tổng hợp, độ mới rất là cao và rất là xinh xắn luôn. Đó, cái này thì hôm trước là khi mà nó về tay em thì nó không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà sau thời gian chụp hình để qua để lại đó thì em có thấy nó có bị một cái vết gãy chỗ này, một cái cây một nó gãy nhỏ xíu chỗ này thôi. Và mình nhìn kỹ lắm mình mới thấy anh chị, còn không mà mình xách bên trước như vậy cũng không có ai để ý hết luôn. Và nó không có ảnh hưởng gì đến chất lượng hết luôn. Nhưng mà em vẫn sale anh chị ha. Size ngang đáy là được 24, ngang miệng là 22, cao lên là được 19 và cái độ dày của nó sẽ được 12 cm. Đấy, mở ra như vậy quá đẹp, bên trong lót vải nha. Cái này siêu sale, cái này anh chị chốt giùm em mã là 221. 221 anh chị nha. Anh chị có thể ghi cái mã số em đọc hoặc là mình có thể chụp màn hình giùm em. 221. Cái này xinh lắm các chị nên lấy nha. Để đây đi hay nó gãy nữa. Tiếp theo thì em có cái túi da tổng hợp này là sale luôn. À thôi nó nằm ở dưới này. Cái này là của túi thương hiệu Longchamp. Da phối với vải nha, Longchamp là có thương hiệu rất là nổi tiếng của Paris và cái logo nó là như vậy. Cái này thì nam nữ xài được nè, túi vải rất là gọn ha. Longchamp, Paris và Made in Run. Đấy, bên trong là lót vải như vậy. Đấy, cái phần vải thì ok, không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái phần da thì nó có sờn. Mà cái sờn chủ yếu nó nằm ở trên cái phần dây nè anh chị nha. Đấy, nó sờn màu một chút trên cái dây, còn lại là phần vải là ok ha, không có bị rách lỗi đâu. Ngang 30, cao lên là được 18. Cái này thì nhẹ gọn, mình đeo chéo vô tư. Rồi cái này mình chốt giùm em mã là 222, 3 số 2 đó anh chị. Cho cái túi Longchamp 222. Tiếp theo là đây, dễ thương nữa nè anh chị ơi. Cái này bằng túi vải nha. Chị nào có đi biển hay là thích cái phong cách mà nó boho thì kia mình lấy cái này nha. Túi vải vải bố anh chị. Đó, rồi người ta có cái charm rồi này kia. Túi này thì cũng có qua sử dụng rồi, nhưng mà mình đi biển đồ này kia mình chụp hình nó rất là xinh nha. Đó, nút hết miệng. Ở trong thì có tag Martina. Rồi cái dạng túi để mà mình túi cối đây đó, để mà mình đi biển đó. Nhưng mà này nó bằng vải bố mà xinh lắm. Kích thước của túi này thì được là 21 nè, cao lên là được 20. Cái này dán sách thôi nha anh chị nha, không có dây đeo gì hết đâu. Mà mình mặc đầm maxi gì đó mình xách cái này nó rất là đẹp. Chốt giùm em mã là 223 cho cái túi này. 223 là cái túi vải này. Có nhiều hàng rất là đẹp. Rồi em có một cái túi vải này là của hiệu, hàng có hiệu nữa nè, hiệu Pierre Cardin. Nhưng mà cái này thì nó dạng túi tót, túi vải tót thôi. Vải phối với da, màu đẹp chưa, xuất sắc ha. Pierre Cardin, hôm nay em gặp được 2-3 cái túi vải nha. Túi này thì các chị mình xách đi làm vô tư nè, đẹp lắm nè, độ mới cao. Size ngang là được 26, cao lên là được 28. Cái này thì cái phần da này người ta có xách đó, cho nên là nó có hơi bị sờn sờn, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng, không có rách gì đâu. Đấy, chỗ này ha, nó hơi sờn sờn chỗ người ta xách thôi, chỗ chính giữa này người ta xách nè. Rồi với lại nó không có khóa kéo miệng mà nó chỉ có nút hít thôi, dạng túi tót đó anh chị. Bên trong thì nó cũng rất là sạch đẹp, mới mẻ, không có bị cũ gì đâu. Mình chốt cái mã là 225 cho cái túi này. Pierre Cardin 225. Lưu ý là hàng đồng giá 200 ngàn và phí vận chuyển là đồng giá 20 ngàn cho một đơn hàng anh chị ha. 225. Rồi em có một cái chiếc túi này cũng là vải phối da nữa. Ôi cái vải này xịn nè. Đó anh chị, túi này đi làm vô tư. Cái phần trên này là da thật anh chị ha. Rồi này là hàng có hiệu luôn. Ui có cái dây để mình đeo luôn nè. Lót vải bên trong là màu xanh.
cái hiệu này là hiệu gì đây? Có cái tag kim loại nha, hiệu này cũng hiệu xịn á, Hamano. Đây nè chị, có tag kim loại nhỏ nhỏ ngay đây. Lúc này các chị mình đựng đồ cũng được, được khoảng 11 bộ đồ, hoặc là mình đi công việc đi làm gì đó. Có dây đeo anh chị nha, xách hoặc là đeo. Túi này độ mới cao và cái vần vải nó xịn lắm, vải cực kỳ xịn luôn. À, size ngang là được 30, cao lên là được 26, độ dày đáy là 9 cm. À, mã của nó là 226 anh chị ha. 226 cho cái túi đen này. Cái này họa tiết ở trên cái phần vải thôi cũng đẹp nữa. 226 cho cái túi màu đen. Tiếp theo thì em có một cái túi cót bằng da này, cái này da thật nha, em sale luôn. Cót Mỹ á, cái này thì do nó có bị nhiều cái vết sờn. Sẵn để đây thì em sale luôn, chứ chứ cái này thì giá 200 là giá kiểu không có ai bán giá này đâu anh chị nha, bằng da bò nhưng mà độ mới nó rơi vào khoảng được cỡ 79 78-79% thôi. Cái phần màu trắng này thì nó có hơi bị sờn màu nhiều, có bị xuống màu nhiều do người ta xách cái này nhiều á, và cái phần màu đen này nó cũng có bị sờn anh chị nha. Cót là thương hiệu của Mỹ ha, dạng túi công sở nhưng mà không mới ken ha. Cái này có độ cũ, size ngang đáy là 35, cao lên là 24. Chỗ này nó cũng có sần sần, chỗ này có khóa kéo miệng. Cái này anh chị mua về mình lấy phụ kiện thôi, nó cũng đủ tiền rồi. Có dây đeo luôn nè anh chị ơi, có dây đeo màu trắng luôn. Có tag code chỗ này ha, có chứng nhận da thật bên trong rộng rãi như vậy nè. Cái này mình chốt giùm em, cái này tới mã mấy rồi ta? Cái túi code này là mã 22 thôi, em chốt là 228 đi, để thôi nó có lỡ bị nhầm. 228 em soạn ra cũng khá là nhiều hàng sale đó, nhưng mà không biết là có quay hết được cho anh chị không. 228 rồi. Tiếp theo thì em có cái túi này em khuyến mãi cho anh chị luôn đi, cái này còn cả hộp nha. Đó là cái túi vải rất là đẹp, độ mới cực kỳ cao luôn, mà nó chỉ có một lỗi một đốm chỗ này thôi. Đây, đốm này là giống như ai đó để cái hóa chất gì đó vô đây đó, cho nên là nó bị xuống màu anh chị, nó bị dính một cái đốm màu chỗ đó thôi, chứ cũng không có bị cũ chỗ nào khác hết đó, chứ chỉ có đốm màu này thôi. Và mình cầm tay như vậy cũng không ai để ý quá nhiều tới chỗ này đâu, và em sale cái này luôn ha. Mình có thể cầm tay hoặc là mình có thể sử dụng cái dây này, mình xách cái dây này còn vàng ươm luôn, còn cả hộp luôn đó. Cái này thì mình chốt giùm em mã là 230 230 cho cái túi này. Rồi tiếp theo, thì mình sẽ có cái gì đây? Đây em có combo hai cái túi này, hai cái túi vải nha. Túi vải này là vải phối da của Roberta di Camerino, xách tay nhỏ gọn, thì cái phần vải thì rất là ok, phần kim loại cũng sáng trưng luôn, nhưng mà có cái phần da thì nó có sờn, ở trên cái quai này cũng có sờn, cũng có bị oxy hóa, bị lão hóa cái phần da này anh chị ha. Đấy, nhưng mà mình xách vẫn vô tư thôi, nhưng mà nó cũng có bị, là không phải không có bị ha. Cho nên là em bán chung combo với chung một cái túi vải này của thương hiệu Milatron. Milatron này đơn thuần là vải và phối với một ít viền da, và trên cái viền da này nó cũng có một ít cái sờn nữa. Hai cái túi này ví dụ như mình đi chợ hay là mình đi công việc gì đó, thì mình đựng đồ nó cũng rất là ok, nó không có phải là quá cũ xì, nhưng mà nếu mà yêu cầu độ mới cao thì nó không có được anh chị ha. Và combo hai cái này anh chị chốt giùm em mã là 232. 232 cho hai túi này luôn anh chị nha, hai cái túi vải, hai cái hiệu rất là lớn của Italy. Một cái là Roberta với một cái là Milatron. 232 rồi. Đây cái túi này em sale cho các anh luôn nè, các chị luôn nè. Một cái chiếc túi trống mini vải phối với da tổng hợp. Sọc rất là đẹp, độ mới cực kỳ cao luôn. Và cái này em vẫn sale 200 ngàn thôi anh chị nha. Size ngang là 30, cao lên là 20 và cái độ dày của nó là 14 cm. Rất mới ha, còn tag đây. Túi này thì mình đựng vừa đôi giày hoặc là một hai bộ đồ nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi, hoặc là mình xách đi công việc cũng được. Mình chốt giùm em mã là 238. 238 cho cái túi sọc này. Đó, 238 200 ngàn thôi đó anh chị. Sale luôn. Em có một túi da của Kitamura, cái này thì màu giống như là màu của ngọc trai vậy đó, màu trắng ngọc trai nha, nhưng mà nó bằng da thật đó anh chị, nhưng nó không mới ken ha. Cái này có khóa kéo miệng nè, đây
Kitamura. Do nó màu trắng cho nên mình nhìn cái màu ở bên ngoài thực tế đó thì mình sẽ thấy có một vài cái vết nó bị dính dơ ha, và những cái vết này thì chắc em nghĩ là lau không có ra do là người ta xài nó bị cấn, bị trầy vô bên trong á. Nhưng mà màu trắng mà nó có ánh ánh ngọc trai nữa cho nên là em lấy nét không có được, anh chị sẽ nhìn thấy nó bị mờ ảo như vậy nè. Do bên ngoài thì độ mới em báo nó khoảng được 79%. Chị cô nào mà mình kiểu mình dễ tính chút xíu thì mình mua cái này để mình sử dụng hàng ngày cũng được anh chị nha. Có thương hiệu Kitamura, bên trong là lót vải màu xanh. Chốt giùm em mã là 239. 239 cho cái túi này. Để em đo kích thước nha. Rồi. Bề ngang của nó sẽ được là 36 cái miệng nè. Cái đáy là khoảng 30 khoảng 27. Cao lên là khoảng 26 nha anh chị, sáng xách tay đeo vai. Và trên đây người ta viền, người ta cắt cũng rất là xinh. Của thương hiệu Kitamura bằng da thật á. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ có cái túi này là da tổng hợp, độ mới cao và cái form nó cũng dễ thương, nó lạ lạ độc độc cho các chị nè. Đó, màu vàng ha. Rồi cái túi này mình xài hai kiểu, mình để về mình xài cũng được nè anh chị, hoặc là mình gài cái này vô đây. Cái nút nó gài như thế nào ta? Đây đây đây, cái này gài qua đây hả ta? Lạ nha. Nó có chỗ móc dây nhưng mà nó mất dây rồi nha anh chị. Nó mất dây đeo rồi. Bên trong là lót vải như vậy nè, vừa mình xách tay như vậy. Ủa rồi mình gài như vậy chi ta? Nó có hai nút gài chỗ này nhưng em nghĩ gài vô vậy đấy thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết, thôi mình để vậy mình xài nên chị ạ. Đấy, mình xài như vậy nha. Bằng da tổng hợp mà nó xinh lắm. Rồi. Có chỗ móc dây nè, nhưng mà nó mất dây rồi. Rồi, bên trong lót vải ha. Trời, túi nó rất là lạ. Nó mỏng nha. Size ngang đáy là được 40, cao lên là được khoảng 36 đó anh chị. Da tổng hợp ha. Mình chốt giùm em mã là 240. 240 cho cái túi này, màu vàng. Mới ken nha anh chị nha, da tổng hợp nhưng mà rất là mới luôn, 240. Em có cái túi vải phối với da, vải màu ghi xám lông chuột nè, và da thì màu đỏ. Túi này độ mới rất là cao. Đâu rồi, đi nét đâu rồi? Đây. Túi này đi làm công sở vô tư, hàng có hiệu nè anh chị, cái hiệu này cũng quen lắm á. Savoy hay gì đó. Made in China nha anh chị nha. Cái hiệu này là hiệu Savoy, đúng rồi. Hiệu Savoy, bên trong là lót vải dập hiệu anh chị ha, bằng vải sọc dập hiệu. Rồi có khóa kéo miệng nha. Bên ngoài là vải giống như là vải denim á, vải jean đó anh chị, nhưng mà nó màu lông chuột ha. Size ngang đáy là được 34, cao lên là được 24-25. Cái này độ mới cao lắm, góc cạnh này, cái này giống như là người ta xài một hai lần thôi. Trên đây nó có hơi tróc nhẹ, cái phần viền thôi, chứ nó không có bị oxy hóa gì cái phần da hết. Cái này độ mới cao. Mình chốt giùm em mã là 241 cho cái túi này. 241, giá quá rẻ. Giá này là giá siêu sale luôn anh chị ơi. 241 ha. Nhưng mà nếu mà anh chị sang siêu phẩm thì mình đợi em vào video sau nha. Hàng siêu phẩm mới về cũng khá là nhiều, nhưng mà hàng siêu phẩm thì chắc chắn là giá nó khác rồi. Rồi em có cái túi này, túi mini nè. Túi mini này dễ thương. Đấy, tre phối với vải như vậy nha. Túi này thì mình đựng đồ cá nhân hoặc là mình xách để mình chụp hình lookbook gì đó cũng đẹp ha. Chụp hình những cái bức ảnh mà nó vintage cũng đẹp luôn. Túi này em cũng khuyến mãi cho mình 200.000. Anh chị chốt giùm em mã là 245. Em không nhớ cái mã kia tới mấy nữa, em cứ nhảy số nãy giờ, 245. Rồi. Anh chị cứ ghi giùm em cái mã số hoặc là mình có thể chụp màn hình giùm em ha. 245. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi này. Túi da bò của Ibiza. Này thì nó dính, để lâu nó dính bụi thôi nha. Nguyên cái sớ da rất là xịn như vậy luôn, của thương hiệu Ibiza. Thương hiệu này thì đến từ Nhật, và đây là thương hiệu thủ công của Nhật Bản. Và đa phần là mình sẽ thấy họ làm cái kiểu nó đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ gì hết, nhưng mà xài nó lại bền anh chị nha. Đấy, này là dạng túi đeo chéo, độ mới nó khoảng 85%. Da thì rất là chất nha. Cái này xài không biết năm tháng nào mới hư đâu. Cái sớ da này nó cũng lạ lắm, nhưng mà em cũng chỉ báo da thật thôi. Lưu ý là anh chị sẽ thấy nó hơi hơi đốm đốm này, là nó dính bụi á. Khi mà em gửi cho anh chị là em lau sạch đẹp mấy cái đó hết, anh chị yên tâm. Bên trong là lót vải dập hiệu Ibiza luôn. Túi này xài cực kỳ bền, nhưng mà cái màu nó hơi đậm nha. Size ngang là 24, cao lên là được 23. Dáng đẹp chéo của nữ ha. Anh chị chốt giùm em mã là 247.
cho cái túi này 247 anh chị ha, cho cái túi Ibiza. Ui, full da thật luôn nè, đây cái số da anh chị xem, da này xài biết năm nào mới hư, xịn lắm. Nhưng mà nó cũng đơn giản thôi, cho nên là em bán giá rẻ. Đây em có cái túi này là da dập vân cá sấu, form Kelly luôn mà nó to. Đó, độ mới khoảng 80%. Size ngang đáy là được 33, ngang miệng là 28 và cao lên là được 24, độ dày đáy là 10. Dán sách thôi, không có dây đeo nha. Độ mới khoảng 80% và nó có hai cái vết này nó bị gãy. Do là cái lót trên đây là kiểu như bằng da tổng hợp đó và nó mỏng á. Khi mình bật ra bật vô người ta làm cái form cứng á, thì nó hơi gãy gãy nhẹ ở đây, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như thẩm mỹ gì hết. Tại vì nó nằm bên trong thôi. Rồi, mình chốt giùm em mã là 250 luôn. Không biết tới mấy rồi nữa. Em tiếp tục nhảy số 250 cho cái túi này. Rồi. Chắc là em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị ha. Hàng khuyến mãi còn nhiều nhưng mà chắc là hẹn anh chị vào những cái video khác. Em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này. Và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo thì em sẽ tiếp tục giới thiệu hàng mới cho anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.